Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đến với các bạn một cái dòng thuốc và trị các loại côn trùng gây hại trên cây trồng, cũng giống như các loại sâu, rệp sáp, rầy, nhện đỏ, theo cái hướng sinh học các bạn ha. Thì đây là sản phẩm, nó có tên thương mại đó là TKS BTMED. Thì sản phẩm này có thể là diệt trừ các loại côn trùng như mình đã liệt kê ở đầu video. Thế bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của cái gói TKS BTMED này. Gói này thì có quy cách là 100 g, cũng có gói nhỏ hơn là 200 g và lớn hơn là dạng xô 2 kg. Và cái thành phần của cái sản phẩm này thì mình cũng xin liệt kê ra một số cái vi khuẩn và một số cái nấm có lợi như sau. Đầu tiên là một cái vi khuẩn nó có tên là Bacillus thuringiensis các bạn ha. Đây là một cái vi khuẩn có lợi. Thì cái tên thuringiensis thì nó bắt đầu từ cái vùng Thuringia. Đây là một cái vùng ở nước Đức và cũng chính là cái nơi mà người ta phát hiện, người ta phát minh, người ta phát ra phần, người ta nhận thấy được cái loài vi khuẩn này nó có khả năng tiêu diệt các loài côn trùng. Thì đây có thể là cái nôi của cái vi khuẩn có lợi Bacillus thuringiensis này, nên như vậy họ cũng đặt luôn cái nơi mà phát hiện ra loại vi khuẩn này làm cái tên vi khuẩn luôn. Và thường thường chúng ta thường gọi tắt đó là vi khuẩn có lợi BT. Thì đây là một loại vi khuẩn gram dương các bạn ha. Nó là một cái vi khuẩn đắc điển hình. Nó có khả năng là tổng hợp ra các protein gây tê liệt ấu trùng của một số loài côn trùng gây hại. Và đặc biệt đó là các loại sâu. Mình ví dụ như là sâu đục thân, sâu đục quả, sâu hại bông. Đó, thì các bạn nhớ giúp mình Bacillus thuringiensis mạnh và diệt các loại sâu các bạn ha. Tiếp theo là một cái loại nấm, nó có tên là Bavaria bassiana. Thì đây còn có một tên khác gọi là nấm trắng các bạn ha. Loại nấm này thì nó tiêu diệt côn trùng như là một cái loại ký sinh trùng các bạn. Nó ký sinh trên các loài động vật, chân đốt hoặc là những loài côn trùng, sau đó nó gây ra một cái bệnh gọi là muscadin trắng cho cái côn trùng đó, và nó sinh ra các men để nó bẻ gãy chitin và protein ở biểu bì của các loài côn trùng gây hại, đồng thời nó sản sinh ra các chất chuyển hóa nó gây chết những loài côn trùng mà đang tấn công. Thì thời gian nấm phát huy tác dụng là từ 5 đến 10 ngày sau khi xử lý, tùy thuộc vào liều lượng cũng như là độ lớn của loại côn trùng đó. Và đặc biệt là cái nấm này nó có đặc tính là ký sinh chuyên biệt trên một số loài côn trùng nhất định, nó không gây hại đối với các loài không phòng trừ, có nghĩa là đối với thiên địch đó các bạn nó sẽ không gây hại tới. Và một số loài côn trùng mà nấm Bioveria bassiana này diệt được đó là rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít, sâu cuốn lá, sâu đo, sâu róm. Thì ở video này mình chia sẻ đến với các bạn hai cái loại vi khuẩn và nấm có khả năng diệt các loại côn trùng, đó là Bacillus thuringiensis và Bavaria bassiana. Ở video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm bốn cái loại nấm còn lại có khả năng diệt côn trùng, và cơ chế hoạt động của các loại nấm này cũng rất là hay. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình.